Tôi cho con hỏi, giả sử mình vào nhà hàng xóm mượn đồ nhưng người đó không có nhà, mình biết chắc chắn đồ này mình mượn thì người ta sẽ cho mượn, thì có được tự ý lấy hay không? Mượn thì nó khác với cái việc là chúng ta lấy của không cho, có nghĩa là chúng ta trộm cắp. Tại vì cái trộm cắp nó khác với cái mượn, bởi vì mượn là mình sẽ trả, còn trộm cắp là mình không có ý trả. Nhưng mà nói như vậy đó không có nghĩa là chúng ta đi chúng ta mượn tiền của ai đó và chúng ta nói là chẳng qua chúng ta nợ dai chứ không có quỵt ai là không nên, không được ha. Cái việc mà tự ý lấy đó nó chỉ được phép khi mà nó thỏa mãn cái điều kiện sau, đó là hai người thân thiết. Thân thiết đủ để nếu như mà mình có lấy luôn á thì người ta cũng thoải mái. Đấy, ví dụ như là hai thằng bạn thân thì ví dụ như thằng bạn mình ấy, thằng bạn á, mà nó để quên cái bóp ở trên bàn á, nó đi thì mình sẽ giữ giùm, hoặc là mình để quên cái bóp ở trên bàn thì nó sẽ giữ giùm và không xích mẻ một đồng nào hết ha. Nhưng mà nếu như mà nó giữ xe đó, nó đi lấy xe mà nó quên, nó không có tiền lẻ thì nó sẵn sàng nó móc cái bóp ở trên người mình á, nó sẵn sàng nó móc cái bóp ra, nó mở tiền, nó lấy tiền giữ xe, xong nó cười hề nó bỏ nhét vô lại thì chuyện nó không vấn đề gì. Tại vì sao? Bởi vì đối với bản thân với nhau, cái chuyện mà mình lấy 5 đồng bạc tiền lẻ giữ xe thì cũng không vấn đề gì. Hoặc thậm chí không biết mình đi vắng không biết đi chăng nữa thì chút xíu nữa về nó nói là nãy tao đi lấy xe thì có trả 5-10 ngàn tiền gửi xe, tao không có tiền lẻ ra tao móc bóp mày đó, thì chuyện đó là chuyện bình thường. Tại vì đó là cái sự thân thiết với nhau đủ để nếu như mà mình có lấy cái món đó đó thì cũng không vấn đề gì đó. Thì khi đó đó cái chuyện mà mình mượn mà chưa có hỏi đó thì cũng không sao, có nghĩa là thân thiết với nhau đủ để không có mất lòng đó. Và cái thứ hai đó là cái sự mượn đó chỉ là cái sự mượn tạm trong thời gian ngắn, chứ không phải là mình mượn rồi mình xài luôn đấy. Thành ra phải lưu ý những vấn đề đó. Đấy. Cái này là sư nói dựa trên cái tặng luật của tỳ kheo, có nghĩa là một vị tỳ kheo đó trong những trường hợp mà vị đó, ví dụ như hai vị mà thân thiết với nhau thì vị này lấy của vị kia một số cái món mà vị kia có biết thì cũng hoan hỷ, có nghĩa là cũng cười trừ, cũng không vấn đề gì hết, thì không có phạm giới. Còn nếu không là phạm giới đấy. Và cái việc mượn đó cũng là mượn xài tạm thì được, chứ còn không phải là mình mượn rồi mình xài lâu dài thì không được. Cho nên cái chuyện là biết chắc chắn là đồ này mượn, người ta sẽ cho mượn thì nó là một chuyện. Còn khi mà người ta biết mình mượn mà chưa có được sự đồng ý của người ta, mà người ta có hoan hỷ hay không đó, thì lại là chuyện khác nha, lại là chuyện khác. Cho nên là chỉ khi nào mà mình biết chắc là mình có lấy mà người ta biết á, thì người ta vẫn vui vẻ bình thường thì không sao hết ha. Còn không thì không có nên.